Vâng, xin chào các bác đến kênh Kiên Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một dòng xe mountain bike chuyên đổ đèo leo núi, chỉ được sử dụng một tầng đĩa các bác nhé. Và cấu hình cực khủng SLX, và chiếc xe là ZCK 27,5, sử dụng bộ vành 27,5. Đây là mẫu xe chỉ có một đĩa rất là đặc biệt mới về tay cường anh em. Xe chuyên đổ đèo và leo núi. Sử dụng giảm sóc hơi nữa các bác nhé. Trang bị giảm sóc hơi. Giảm xe vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc địa hình Jessica 2.5, màu đen, rất là khỏe các bác nhé. Fast and Furious. Đây cũng là một tên một bộ phim quá nhanh quá nguy hiểm. Sử dụng nước sơn đen lì. Cái nước sơn này các bác nếu mà bụi bám bẩn vào thì chỉ cần lau là sạch rồi, không cần phải rửa. Sơn đen lì thôi nhá. Sử dụng cấu hình rất là khủng SLX. Đùi đĩa SLX thụt rỗng ấy. Em sẽ lướt qua hình thức chiếc xe. Em đánh giá chiếc xe rất là mới thôi nhé. Chiếc sơn màu đen rất mới. Chiếc sơn đen lì rất khó xước. Để cọc yên và yên. Xe được trang bị bộ vành 27,5 nhân 1,95, chỗ lốp là 1,95 các bác nhé. Đây là lốp rất thông dụng của dòng xe địa hình, to hơn vành 26. Nhiều các bác thích những chiếc xe vành 275 thì nó khỏe và to, khỏe hơn vành bản to. Xe rất cao cấp, được sử dụng mình có thể thấy DOJXT, máy ô của DOJXT các bác nhé. Đó là một chiếc xe địa hình rất là khủng, cố hình. Ghi đông carbon, thấy chữ đường vân carbon này, chữ carbon thôi nhé. Đây là sử dụng được trang bị bộ tay bấm xả của Shimano SLX với tốc độ và khóa sóc hành trình trên tay. Dòng chiên đổ đèo thì khóa sóc hành trình trên tay đây rất là tiện dụng, các bác không phải cúi xuống để mở khóa sóc nữa, khóa trên tay đóng mở hoạt động rất là tốt. Sóc hơi thôi nhé. Đây là lỗ mở cái nắp này ra, đây là lỗ xả hơi và bơm hơi vào. Bộ phanh nghĩa dầu thủy lực của Shimano. Đây phanh này, phanh của Shimano các nhé. Chiếc xe rất thích hợp với các bác đang ở những vùng núi hoặc là hay đi thể thao những leo núi. Các địa hình gồ ghề, chiếc xe rất là phù hợp, giảm sóc hơi rất cao cấp, cấu hình khủng.
Vâng, bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao sai đúng của xe. Xe có chiều cao sai đúng là 45. Ngang là 53 các bác nhé. 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này. Từ 1m73 đi vừa. Với trang bị 10 tầng lip. Lên lip. Với cấu hình SLX thì chiếc xe này hầu như chuyển động rất là tốt. Tốt các bác nhé. Vào đây một tầng đĩa. Bê đan và bạn. Đồ đĩa rất là đẹp các bác nhé. Đắt lợi ích, rất là cao cấp. Bánh quay rất là vòi. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Jessica Fast of Furious 2775. Chiếc xe được trang bị cấu hình của SLX rất là khủng và giảm sóc hơi. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 10.800.000, miễn phí ship toàn quốc với những bác chủ hết tiền. Rồi một năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975709913 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Nhấn YouTube theo dõi kia xe đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.